Chia xin được chào đón quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube của Ray Chữ Quyên. Và kính thưa quý vị, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị hai bản tin. Bản tin thứ nhất liên quan đến cái vấn đề đó là Fox News hiện bây giờ đang bị đi xuống trầm trọng vì một số lớn lượng người khán giả trung thành của họ từ bao nhiêu năm nay hiện bây giờ đang bỏ họ để mà xem những cái kênh truyền thông khác, vì Fox News hiện bây giờ họ cũng đi theo cái xu hướng của đài CNN, cũng như là họ đưa những cái thông tin liên quan đến vấn đề bầu cử nhưng mà thất thiệt cho Tổng thống Donald Trump. Và bản tin thứ hai liên quan đến vấn đề gian lận bầu cử, đó là một nhân viên xã hội ở thành phố Mexia, tiểu bang Texas đã bị buộc tội với là 130 tội án về vấn đề gian lận bầu cử. Và trước khi vào chương trình thì Rachel cũng xin đính chính một điều về cái vấn đề của cái video ngày hôm qua, khi mà Rachel bỏ cái video lên về cái vấn đề là người nhân chứng đã khai và kể hết tất cả, thì trong đó có một cái cách mà Rachel dịch đó, cái người mà whistleblower, thì cái lúc mà Rachel dịch thì cái chữ whistleblower tiếng Anh có nghĩa là cái người đó, là dịch chính xác là thổi kèn. Whistleblower là người thổi kèn, nhưng mà khi mà mình dịch sát nghĩa như thế thì cái người thổi kèn nghe nó rất là kỳ, cho nên trong cái lúc đó thì mình cũng không biết dùng cái từ gì. Thế thì chuyện đó là cái người thọc bánh xe, nhưng mà có một cái điều mình cũng không nghĩ đó là cái từ thọc bánh xe ở Việt Nam của mình nó có cái nghĩa nữa, là giống như là đi chọc bên này chọc bên kia vậy đó. Thì cái đó không phải là ý của mình, ý mình nói là cái người tố cáo nhưng mà bí mật, nói chung là tố cáo bí mật nha. Rồi bây giờ thì Rachel xin trở lại với cái chương trình của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, khi mình nói đến Fox News thì quý vị biết rồi, ở Mỹ Fox News là một cái đài đã có rất là lâu, và khi mà mình nói đến Fox News là chúng ta biết rằng là Fox News thường thì ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, và cái đài đối lập của Fox News là CNN, và thường thì họ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Nhưng mà đợt này sau vấn đề bầu cử thì có một điều nhiều người nói rằng Fox News dường như họ đang lật mặt, tại vì hiện bây giờ họ đưa những cái thông tin rất là thất thiệt và cũng như là đi theo cái xu hướng của những cái đài khác. Và có một cái điều nữa là Fox News là một trong những cái đài đầu tiên thông báo rằng là ông Joe Biden đã thắng Arizona, trong cái lúc mà Arizona vẫn còn đang đếm phiếu. Và Fox News cũng là một trong những cái đài đầu tiên cho cái con số là 264 cho ông Joe Biden, và những cái đài khác thì người ta chỉ có cho con số là 253 thôi. Nhưng mà Fox News là cho mọi người thấy là ông Joe Biden đang dẫn trước, và cuối cùng là Fox News cũng là giống như là chúc mừng và công bố là ông Joe Biden thắng cử giống như vậy đó. Thì hiện bây giờ những người mà trung thành của Fox News người ta cảm thấy đó bất mãn, và cũng như những người mà muốn tìm những cái thông tin liên quan đến vấn đề gian lận và những cái bằng chứng vân vân, thì tất cả những cái đài lớn hiện bây giờ họ bịt miệng và họ không có chia sẻ những cái thông tin này. Cho nên khi mà người ta vào Fox News tìm thông tin nó cũng không có luôn, tại vì Fox News cũng đi theo cái xu hướng như vậy. Cho nên bây giờ đang bị bỏ. Và có một cái đài mà nhiều người bắt đầu theo dõi đó là Newsmax. Và theo cái thống kê cho thấy là sau bầu cử từ ngày 4 tây đến 6, 7, 8 tây của tháng 11 thì Newsmax đã bắt đầu vượt trội Fox News cũng như là CNBC. Như quý vị thấy ở trên cái bảng ở đây thì Newsmax, những cái chương trình của họ trong ngày, ví dụ như từ 6 giờ AM đến 9 giờ AM thì cái con số là 193.000, hơn Fox News cũng như là CNBC. Rồi từ 9 giờ AM đến 4 giờ PM thì cũng cái lượng view cũng cao hơn luôn, là 235.000 so với lại là Fox News và CNBC. Và cái giờ prime time có nghĩa là 4 giờ đến 8 giờ, cái giờ đó là giờ cao điểm. Thường thường mà những ai mà quảng cáo trong những cái chương trình TV đó thì cái thời gian đó là prime time, là mình phải trả cao nhất, tại vì cái số lượng người viewers nó cao nhất. Thì cái con số là 326.000 so với Fox News và CNBC, và cũng như là từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya Newsmax cũng dẫn trước luôn. Và Newsmax họ cũng có chia sẻ rằng gần đây thì có rất là nhiều người đã cập nhật vào cái trang website của họ để lấy những cái thông tin và theo dõi, và cũng như là những cái app tải về phone thì cái con số cũng được cao hơn rất là nhiều. Thì quý vị suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Không biết là quý vị thường thường có theo dõi Fox News và hiện bây giờ cũng nằm ở trong cái đa số này hay không? Tại vì thú thật là
chính bản thân Rachel cũng từng vào trong Fox News để lấy những cái bản tin, nhưng mà gần đây thì nói chung mình vào đó cũng chẳng có cái gì mà khác biệt với những cái đài khác, tại vì họ cũng đưa những cái thông tin liên quan đến là thất thiệt và cũng như là công bố ông Joe Biden thắng cử thôi. Thôi thế thì hiện bây giờ mình cứ nói là tạm biệt anh nhé. Và bên cạnh đó thì cái bản tin liên quan đến một cái người phụ nữ làm việc ở trong hội từ thiện, và cái người này đã gọi là bị buộc tội luôn nha, chứ không phải là bị cáo buộc nữa, mà hiện giờ đang bị buộc tội với 134 tội danh liên quan đến là gian lận bầu cử. Và cái người này làm việc cho SSLC, SSLC viết tắt cho cái trung tâm hỗ trợ cuộc sống ở tiểu bang Texas. Và cái vấn đề này đã được văn phòng tổng trưởng lý của Texas, đó là Ken Paxter, đã chính thức thông báo. Nếu như mà bà này buộc tội thì bà Brunner phải đối mặt với án tù đó là lên đến 10 năm như vậy. Đơn vị chống gian lận bầu cử của AG đã làm việc với cảnh sát trưởng quận Lamson, biện lý quận, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và văn phòng tổng thanh tra để điều tra các cáo buộc. SSLC phục vụ cho những người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Bà Kelly Regan Brunner bị buộc tội gửi đơn đăng ký cử tri thay mặt cho 63 người cư dân mà không có chữ ký hoặc sự đồng ý có hiệu lực của họ, trong khi cố ý làm đại diện của họ, thì văn phòng của AG đã cho biết như vậy. Như quý vị biết rồi, theo luật của Texas thì chỉ có cha mẹ, vợ chồng hoặc là con cái là cử tri hợp pháp đủ điều kiện của quận để đăng ký cho một người bỏ phiếu, và cái người gia đình đó cũng phải được cái sự đồng ý và chỉ định của một cái người đó để cho cái quyền hạn để mà làm như vậy. Nếu như một người nào đó mà bỏ phiếu cho một người khác mà không có cái sự đồng ý và cũng như là không có hợp pháp như vậy thì là một cái tội hình sự quý vị nha. Và đặc biệt nữa là 67 người này ở trong cái trung tâm SSLC này đó, họ đã được bác sĩ chẩn đoán là gọi là không có khả năng về tâm lý, thì có nghĩa là họ không có quyền để mà bầu, tại vì họ không có đủ tỉnh táo để mà bầu, và họ cũng không có đồng ý và cho phép cái bà Brunner này để mà đại diện. Như quý vị thấy ở đây, ông Paxton cho biết trong một tuyên bố, đăng ký cho một công dân bỏ phiếu hoặc nhận phiếu bầu qua thư mà không có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp. Thật là xúc phạm khi mà các cá nhân có ý định trở thành nhà đấu tranh cho quyền của người khuyết tật, có nghĩa là làm việc xã hội, có nghĩa là giúp đỡ người ta đó, nhưng trong khi đó trên thực tế họ đang lạm dụng những công dân đã bị tổn thương nhất của chúng ta để có được quyền truy cập vào lá phiếu của họ và khuếch đại tiếng nói chính trị của họ. Văn phòng của chúng tôi được chuẩn bị để hỗ trợ bất kỳ quận nào của Texas chống lại hình thức lừa đảo và xảo quyệt này. Thì đó là cái lời nguyên văn của ông Ken Paxton. Thông báo này đã được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi mà có những cái vụ cáo buộc gian lận của một người phụ nữ khác. Nhưng mà lần này thì cũng một bà khác nữa, nhưng mà ở một cái quận khác, đó là quận Baxter. Như Rachel đã có chia sẻ trong cái video ngày hôm qua, thì ở Mỹ nó có một cái organization nó gọi là Project Veritas. Thì những ai mà muốn tố cáo, mà tố cáo một cách âm thầm, nó gọi là whistleblower đó, thì có thể là liên lạc với cái văn phòng ở chỗ đó và bắt đầu đưa những cái thông tin, và họ có những cái vụ việc là điều tra ngầm ha. Thì sau khi họ điều tra ngầm, có những thông tin mà xác thực, thì bắt đầu họ phanh phui và họ đưa ra. Vì vậy cho nên cái video ngày hôm qua mà Rachel đưa nó rất là chính xác nha. Và cái vấn đề của cái quận Baxter là người ta điều tra ra đó là có một cái bà này tên là Raquel. Thì bà những lần người Latin, thì quý vị biết rồi là bên Texas là người mễ rất nhiều, và những người này người ta không có biết tiếng nhiều. Thì cái bà này bà làm dịch vụ gọi là bỏ phiếu bầu giùm, tại vì bây giờ đợt này năm nay thì người ta có cái vụ mà bỏ phiếu đó, thì bà tính cái tiền dịch vụ đó là khoảng là như 6 đồng cho một cái phiếu bỏ như vậy. Và sau khi mà người ta điều tra, người ta tìm hiểu ra là bà này bà đã bỏ phiếu cho những cái người khách hàng hả, là lên đến là 5.000 người như vậy. Người ta nói rằng cái con số mà 5.000 phiếu bầu như vậy nó hoàn toàn nó có thể thay đổi một cái cuộc diện bầu cử. Cho nên là
bị buộc tội. Và ông Ken Paxton cũng đã có một tuyên bố rằng là những gì thể hiện trong video gây sốc và sẽ cảnh báo tất cả những người Texas quan tâm đến tính liêm chính của cuộc bầu cử. Chúng tôi đang ráo riết điều tra các cáo buộc nghiêm trọng và tội phạm tiềm ẩn mà các bản ghi âm và ghi hình tài liệu của Project Veritas đã làm sáng tỏ ngày hôm nay. Bất kỳ ai cố gắng lừa dối người Texas, tước quyền bầu cử của họ hoặc là phá hoại tính toàn vẹn của cuộc bầu cử sẽ bị đưa ra công lý và bị trừng phạt ở mức tối đa của pháp luật. Và có một cái thống kê đó là từ năm 2004 cho đến nay thì có tổng cộng là khoảng 150 cá nhân đã bị cáo buộc là đã gian lận cử tri ở Texas. Và trong cái con số 150 này đó thì 138 người đã bị guilty. Thì đa số cái phần lớn của những trường hợp này được giải quyết bằng cách họ tự nhận tội. Tại vì quý vị biết rồi, nếu như mà đã mà ra tòa rồi á, nếu mà mình không có nhận tội và mình đi theo cái case hoặc là mình appeal thì nó sẽ tốn tiền luật sư hơn. Và nếu mà mình đã sai thì thôi nhận tội và phạt tiền là cho nó xong. Còn nếu như mà làm lớn chuyện là còn chết nữa. Cho nên người ta nói rằng là đa số những cái vấn đề mà bị bắt như vậy đó, họ tự nhận tội. Và bên cạnh đó thì có một bản tin khác liên quan đến đảng Cộng Hòa. Thì hiện bây giờ sau khi mà người ta thấy được những cái vấn đề xảy ra sau cái cuộc bầu cử của năm 2020, thì một người thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tên là Marco Rubio, thì ông có nói rằng đảng Cộng Hòa nếu mà trong tương lai muốn thắng cử thì nên có cái sự cải cách ở trong đảng. Có nghĩa là họ cần phải thay đổi cái cách mà họ branding, cái cách mà để cho người dân nhìn vào cái đảng Cộng Hòa. Thì thay vì nhiều người người ta nhìn vào đảng Cộng Hòa giống như là ủng hộ cho tập đoàn nhiều hơn, thì bây giờ họ cần phải thay đổi cái đường hướng và thay đổi cái cách nhìn là họ hỗ trợ cho những người dân và những người dân lao động nhiều hơn. Cái câu nguyên văn của ông Marco Rubio có ghi ở đây đó là: thị trường tự do tồn tại để phục vụ người dân của chúng ta. Người dân của chúng ta không tồn tại để mà phục vụ thị trường tự do. Có thể là sau cái đợt này thì đảng Cộng Hòa họ sẽ có những cái chính sách thay đổi và cũng như là có nhiều cái chương trình để mà hỗ trợ cho những người giống như là chủ cá nhân 1099 hoặc là những người chủ nhỏ. Và ông Rubio cũng cho biết rằng là năm nay theo cái vấn đề của bầu cử của Tổng thống Donald Trump cũng như đảng Cộng Hòa thì nó không có tệ hại như là những cái gì mà báo đài đưa ra về những cái poll rồi những cái vấn đề của đảng Dân Chủ họ dự đoán. Và cái con số mà Tổng thống Donald Trump đã đạt được là trên 72 triệu phiếu bầu hiện bây giờ. Và cái con số này là đứng thứ nhì trong lịch sử mà một người Tổng thống đã nhận được. Ông Rubio không phải là người đầu tiên hoặc là người duy nhất để mà nói về cái vấn đề là đảng Cộng Hòa cần phải có sự thay đổi. Thì một cái người nữa đó là người thượng nghị sĩ Ted Cruz. Và ông ta có nói rằng tôi nghĩ đảng Cộng Hòa đang và nên là đảng của việc làm. Ông cũng nói rằng là việc thay đổi nhân khẩu học trên khắp đất nước Mỹ sẽ dẫn đến việc xây dựng liên minh mới của cả hai bên. Và ông Ted Cruz cũng nói rằng là sau cái cuộc bầu cử này thì người ta theo dõi đó thì có hai cái xu hướng đang xảy ra. Xu hướng thứ nhất đó là những cái tầng lớp làm việc gọi là blue collar worker hiện bây giờ họ đang chuyển hướng từ bên cánh trái, họ chuyển qua bên phải rất là nhiều. Nhưng mà đồng thời nó có một cái điều thứ hai là ngược lại, là những người đàn bà, những người phụ nữ, những người lớn tuổi cao niên thì họ lại nghiêng về cánh tả nhiều hơn. Mà quý vị biết rồi, năm 2016 thì những cái người gọi là phụ nữ và ở vùng sâu, vùng xa thì những người này họ ra để ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhiều, nhưng mà trong cái đợt này thì họ nghiêng về bên cánh tả nhiều hơn. Thì chắc có thể là vì những cái lời hứa hẹn và cũng như là cái chính sách của bên đảng Dân Chủ họ cho phúc lợi nhiều hơn, cho nên những người phụ nữ, những người lớn tuổi, những người khuyết tật hoặc là những người ở vùng sâu, vùng xa thì hiện giờ họ chọn bên đảng Dân Chủ. Và có một cái cuốn sách do ông Brooks đã viết có nói rằng á, là giai cấp công nhân là trái tim của đảng Cộng Hòa, bữa tiệc cần ngừng phục vụ cho tầng lớp doanh nghiệp và bắt đầu tập trung vào các chủ cửa hàng, các thợ tóc, những người làm công ăn lương. Thì nói chung là những người chủ nhỏ đó, thì hiện bây giờ
được để ý đến rất nhiều. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi. Những ai mà chưa phải là thành viên thì nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rachel. Và đồng thời nữa là trong cái ngày hôm nay thì Rachel sẽ chia sẻ cho quý vị một cái video rất là quan trọng, là sẽ cho quý vị thấy là những cái bằng chứng, và nó lên đến là 234 trang. Và những cái bằng chứng này đó là do những cái người mà là người thật việc thực, và họ đã ra để mà whistleblower, gọi là họ đã tố cáo về cái vấn đề này, và họ đã ký tên và thừa nhận là tôi là người này và tôi đã nằm trong cái trường hợp như vậy. Thì nói chung là cũng rất là hay lắm. Thì quý vị nhớ đón xem nha. Xin chào tạm biệt. Bye.